Chào các bác. Thì hôm nay bên shop phụ kiện săn bẫy lại giới thiệu tới các bác hai cái mẫu mẹt đa năng, mẹt đánh chim săn. Đấy, mà thời gian vừa rồi các bác đặt rất chi là nhiều. Thì hôm nay hàng lại về và em lại giới thiệu chi tiết cái mẫu này để các bác được tham khảo nhá. Đây thì mẫu này đã được ngụy trang màu cỏ khô, một cái màu không lộ giúp các bác đánh là cực kỳ là hiệu quả đây này. Lưới màu cỏ khô và sơn cũng được là màu cỏ khô hết các bác nhá. Chất liệu thì bằng inox cực kỳ là tốt đối với cái mẫu này. Và sẽ đi về vào cái phần quan trọng nhất của cái mẫu cảm bán nguyệt này, thì nó là cái chất lò xo này các bác này. Đấy, lò xo rất chi là cứng cáp và dày dặn. Đối với cái mẫu lò xo này các bác mà cứ đi đánh đến vài năm cũng chẳng bao giờ nhãng được, cực kỳ là tốt luôn. Bởi vì những cái sản phẩm bên em là hàng này toàn hàng đặt hết các bác nhé, cho nên là các bác dùng những cái sản phẩm này cực tốt và cực bền. Và những cái mẫu này nó đã được cải tiến vào năm nay rất chi là nhiều các bác này. Những cái phần cầu thử cực kỳ là nhẹ nhé, chỉ cần con chim động một cái là sập ngay. Và đi cùng cái mẫu mẹt này thì nó được đi theo là hai cái miếng lưới để các bác đựng mồi, đựng gà con hoặc là đựng chuột đấy ạ, để đánh chim săn đây này. Nếu mà để các bác chuyên nghiệp thì cực kỳ là đơn giản, các bác bẻ vuông vào như này thôi là được. Đấy, hai cái miếng thì đựng chim săn và đựng gà con nhé, ở phía dưới này. Và được đi theo hai cái ghim. Đấy, thì đối với những cái mẫu mẹt trước là ghim là nó là gắn liền luôn cùng vào với lại mẹt, nhưng bây giờ nó cải tiến hơn thì là ghim rời các bác ạ, ghim rời để giúp các bác là thích hợp mà cắm vào cái chỗ nào cho nó thuận tiện nhất thì các bác cắm. Đấy, đây là hai cái ghim đã được mài nhọn hết đầu rồi, cực kỳ là chắc chắn và đẹp. Và hai cái mẫu này em sẽ đo cụ thể cái kích thước để cho các bác được biết. Thì một cái là công cỡ mẫu nhỡ các bác nhé, còn một cỡ là mẫu to. Đây là cái mẫu nhỡ các bác này, cái chiều rộng này của nó là 80 phân các bác nhé. Còn cái chiều mà khi các bác xòe ra để đánh thì nó là 90 phân đấy, nó là 90 phân các bác. Đây là mẫu nhỡ các bác nhé, mẫu phổ thông được các bác dùng rất chi là nhiều. Và em đo tiếp cái cỡ to này nữa để các bác được tham khảo. Các bác mà theo dõi những cái video của em, các bác biết rất nhiều video em đã đi đánh cái mẫu này thì nó quá nhạy luôn, chỉ cần con mồi mà động vào một cái là sập ngay. Cái này nó được chiều rộng của nó là hơn 90 các bác nhé, nó là 92 đấy chiều rộng. Và cái chiều mà khi các bác bỏ ra để đánh này thì nó là 1 mét các bác nhé, cực kỳ là rộng. Đây là một mẫu lớn và một mẫu nhỏ, kích cỡ hoạt động của nó thì như nhau các bác ạ, chất liệu cũng y như nhau luôn. Những cái phần này đã được cải tiến rất chi là nhiều. Thế mà các bác mà quan tâm đến cái dòng mẫu nào, ví dụ như là mẫu nhỡ, thì các bác chỉ cần bảo mấy em là tôi cần cái mẫu nhỡ thì em sẽ gửi đúng cái mẫu nhỡ với cái kích cỡ như em vừa mới đo để các bác tham khảo nhé. Đây là mẫu nhỡ. Và đi theo mỗi một mẫu là đều có cọc ghim và đều có lưới như này, đối với cái mẫu to và cái mẫu nhỏ đều như nhau nhé. Và chất lò xo nó cũng như nhau đấy các bác ạ, cực kỳ là tốt luôn. Bởi vì khi cái lò xo này em đã đặt hàng, cái hàng này nó bền để gửi tới các bác cho các bác đánh sao cho nó hiệu quả mà được bền đâu. Với những cái mẫu lò xo như này các bác đi đánh vài năm không bao giờ nhãng được, chất liệu thì bằng inox, tất cả những cái mẫu mẹt này của bên em hàng cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Và để cái việc mua bán thuận lợi, các bác chỉ cần alo trực tiếp lên số điện thoại em để bên dưới tiêu đề ấy, hoặc là các bác để lại số điện thoại ở dưới cái video này của em, em sẽ trực tiếp gọi điện và tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm của bên em nhé. Và khi các bác nhận hàng thì đi theo một hai tấm lưới và hai cái ghim như này nhé. Các bác kiểm tra hàng cẩn thận trước khi trả tiền. Tất cả đủ như này thì các bác nhận nhé và thanh toán bên bưu điện giúp em. Đây là mẫu mẹt đa năng đánh chim săn, có thể các bác đánh gà, đánh vịt, đánh chim bồ câu, nếu như mà gia đình muốn cải thiện muốn thịt cực kỳ là đơn giản. Các bác mà theo dõi thì thấy em đi đánh nhá, em đã gài để đánh gà đấy, đánh chim đấy, cực kỳ là dễ. Vâng, thì các bác mà quan tâm đến cái sản phẩm của bên em, các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé. Mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về tất cả những cái sản phẩm của bên em. Vâng, chào các bác.